Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần. Kính thưa quý vị, đến với làn sóng 57.3, công ty Houston Home Investment do Bảo Trần cũng như là Hồ Quang Phố và một số các anh chị em điều hành chuyên về địa ốc, nói chuyện với quý vị về địa ốc, về private lender cũng như là nhiều căn nhà đang bán mà chưa list lên trên internet để quý vị có thể mua được những căn nhà mà phải nói là giá nó không bị cạnh tranh bởi nhiều người muốn mua. Thì hôm nay có đặc biệt là một số vấn kỹ thuật thì Hồ Quang Phố sẽ lên một mình và Bảo Trần thì tạm vắng trong chương trình ngày hôm nay. Thì trước hết xin chào Phố. Dạ em chào anh. Một mình lên thì tâm trạng sao? Có người đồng nghiệp bên cạnh thì bây giờ là lên cảm thấy là thoải mái, nói được nhiều hơn. Dạ không phải, và nhân hôm nay thưa anh thì cho em gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và cáo lỗi cùng quý vị là trong cái thời gian đột xuất thì Bảo có chút xíu công việc nên không cùng trong chúng ta trong buổi thôi hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thì bây giờ có mình Phố thì chúng tôi biết được Phố là cái người mà hay đi tìm hiểu nhà cửa, mua nhà cửa, mà quý vị hay gọi tới công ty thì Phố hay trả lời về vấn đề mà nhà cửa đó. Thì nhìn chung thì hỏi Phố là đi kiếm nhà dạo này để mua, để mà sửa chữa bán lại cho đồng hương chúng ta, thì dạo này kiếm nhà nó khó không? Dạ thưa anh, nhà kiếm thì lúc nào cũng rất là khó. Tụi em có được nhà phần nhiều là nhờ qua những cái quảng cáo từ bên nhà băng cũng như bên cái wholesale. Dạ chứ không phải là nó khác cái công việc của tụi em làm, không phải là đơn giản là mình ra ngoài mình kiếm là có người đăng báo là mình mua được. Tại vì khi mà người ta đăng lên báo đó, giống như mấy agent khác nó đăng đó, là cái đó là cái giá của ngoài thị trường rồi. Mình phải tới trước khi cái người đó gặp cái người khách đó trước, là trước cái nhà nó chuẩn bị sửa lại để bán. Thì mình tới mình điều cái giá giống như cái nhà này, cái giá thị trường chẳng hạn 100 ngàn chẳng hạn, đúng không? Thì tụi em coi cái tiền sửa là vô bao nhiêu này kia rồi mới đưa ra cái giá hợp lý cho cái thân chủ hiện tại. Dạ vâng, chúng tôi hỏi Phố về câu mà đi tìm nhà mua có khó hay không đó. Bởi vì xuất phát từ một cái điểm đó là nghe đồn đó là bây giờ nhà mua không có thì, cho nên là nhà bán nó ít lắm. Cho nên là quý vị không có nhiều lựa chọn. Chẳng hạn quý vị muốn vô ở một cái khu A hay khu B, mà khu A, khu B đó nó không có nhiều nhà để cho quý vị chọn. Cho nên quý vị chỉ có một hai căn nhà, đôi khi không vừa ý mà cũng phải mua, có phải không? Dạ đúng rồi, cái đó thì cũng là nó hơi đáng buồn cho quý vị mà chuẩn bị là có tiền để mua nhà. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngược lại là có những cái location mà quý vị rất là thích, nhưng mà ngược lại nhà rất là hiếm, bây giờ rất là hiếm. Bởi vì cái thị trường nhà cửa nó trở nên nóng bỏng như vậy đó thưa anh. Dạ thì nhưng mà nếu như vậy, gọi là thị trường nóng bỏng như vậy mà bên Phố mua được nhà rẻ, có cái nguồn nhà mua rồi bán lại, có phải là làm ăn thành phát đạt không? Dạ cái đó thì như anh nói hồi nãy, đó là cái nhờ mình cái quảng cáo của mình ra ngoài. Dạ tại vì cái cách của em quảng cáo là quảng cáo bên wholesale rồi. Thì cái người đó họ là những cái chuyên lùng tin về những cái nhà nào mới bán ra thị trường này kia đó, hoặc là những người chủ nào họ chuẩn bị dọn nhà ra mà họ muốn get rid of the house real quick, thì tụi em vô em deal với chủ luôn, hoặc là deal với bên wholesale rồi. Dạ. Như vậy thì những cái nhà vừa rồi hay là bên phía Bảo với Phố là có thêm nhà chưa để giới thiệu đồng hương? Dạ tụi em có mấy căn. Thì gần đây thì số nhà như anh nói thì dạo thời gian gần đây tụi em mua vô cũng làm hơn 10 căn rồi. Nên qua từng 2 tuần qua thì tụi em có lấy thêm một căn nữa. Dạ nó cũng thuộc dưới gần sau West chúng ta luôn. Nó 59 với là West Belfort. Như vậy là cũng không có quá mắc phải không? Dạ căn đó thì tụi em dự định bỏ ra giá thị trường thì khoảng từ 120 trở lại thôi. Dạ. 120 trở lại. Dạ. Nhà có lớn không? Nhà đó thì cũng được 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Dạ. Phần lớn nhà của tụi em mua là từ 3 phòng ngủ trở lên hết thưa anh. Dạ. Vâng, nhưng mà cái bây giờ thì đôi khi nhà cửa thì quý vị cần, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Houston Home Investment, với Bảo Trần cũng như Hồ Quang Phố. Nhưng mà để một chút nói chuyện về vấn đề rất là cụ thể, tâm tình đó, thì Phố thấy là tình hình nhà cửa bây giờ mua thì đắt mà bán thì dễ. Như vậy thì đồng hương chúng ta nói là như vậy thôi là đừng mua nữa, tại sao mà cứ đổ xô đi mua, thậm chí là tranh giành giá với nhau. Như vậy thì Phố có lời khuyên nào cho người mua người bán?
Cái thực sự mà nói thưa anh, tại vì cái thành phố Houston của mình á, nó được cái lợi lợi thế nhiều cái khác nhau. Giống như cái living cost á, thì ở đây nó rất rẻ so với những cái tiểu bang khác. Và cái quan trọng nhất đó là cái công an việc làm ở đây rất rất là nhiều. Và bên cạnh đó cái Exxon Mobil mới mua mấy trăm acre ở Woodland và 100 acre ở Nine với là đường Clay. Thì ở bên phía Clay á, thì họ sẽ làm cái research, còn cái phía bên kia á, thì họ là more in industry, về bên drilling công nghiệp, đúng rồi. Dạ. Như vậy đó thì quốc lại thì bây giờ lời khuyên là có người mua người bán thế nào? Bây giờ người bán thì nên bán không, người mua có nên mua không? Cái vấn đề khi mà số lượng người mà đổ xô về cái thành phố mình nhiều như vậy đó, thì những cái builder họ sẽ build nhà mới cũng rất là nhiều để mà đáp ứng cái nhu cầu của cái người dân, số lượng người dân ở đây. Nhưng mà trong khi người ta build nhà mới vậy thì cái số lượng người dân họ ở đây từ xưa nay họ đã ổn định cuộc sống rồi, thì họ có cái nhu cầu họ mua qua nhà mới. Thì trong khi họ mua qua nhà mới thì họ muốn đẩy đi căn nhà họ đang ở hiện tại. Thì đó là những cái lúc đó là lúc mà tụi em nhảy vô. Mà mình cũng phải thông cảm những người mà khác họ mới từ tiểu bang khác tới á, thì họ cũng cần nơi để mà họ trú ngụ trước cái đã. Dạ, thì đó là những nguồn khách mà của tụi em có rồi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì trong cái tình trạng mà chúng tôi thấy rằng là người bán thì dạo này gọi là sell market phải không? Đúng rồi, sell market. Cái thị trường của người bán, người mua thì đôi khi cứ đuổi nhau cầm ngôi nhà đó, cho nên là thậm chí là hai ba người dành nhau mua offer giá cao hơn cả giá list nữa. Dạ. Như vậy thì đến khi nào mới dừng tình trạng đó thì cái này thì có biết thấm thính tình hình là khi nào mới dừng cái tình trạng mà người mua tranh giành nhau mua và người bán thì tha hồ mà coi như là cứ gọi là giá cao lên để hưởng lợi. Dạ không, cái tình hình của cái thành phố Houston này á, thì thật sự khó mà nói được, mình biết được cái trong tương lai là cái gì. Tại vì thật sự mà nói dân kéo về đây cũng quá đông đi, trong thời gian qua như anh thấy đường làm bao nhiêu cũng không kịp hết. Anh thấy mỗi lần anh đi là kẹt xe, ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng phải bị kẹt xe. Là anh, cái đó cho mình thấy là cái số lượng người ở đây quá đông so với một cái nhu cầu của một cái thành phố. Như vậy cứ mua được thì cứ mua đi nhé. Dạ bây giờ người ta nói an gia mới sợ, mới là an cư lạc nghiệp. An cư mới lạc nghiệp được đó, anh thấy không? Thì bây giờ họ qua đây trước nhất thì họ phải kiếm căn nhà để mà tạm nghỉ ngơi cho con cái để ổn định việc học, rồi họ cũng có công ăn việc làm để có chỗ mà đi về nó yên tâm hơn. Dạ thì cái đó là cái thị trường nó chịu như vậy thôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị nào đó mà có cần mua nhà thì cũng nên mua nhà. Mà nếu quý vị nào mà không cần nhiều nhà mà cần tiền thì cũng nên bán nhà. Thì cái giờ nói như vậy là cũng chung chung quá. Nói như vậy là hề vốn. Nhưng mà quả thực là khi mà chúng ta cần nhà đó thì chúng ta chần chừ thì càng lúc nó càng lên. Nếu mà chúng ta đợi cho cái vòng xoay của nó 5 năm nữa, 4 năm nữa đó, chúng ta mới mua đó, thì có thể chúng ta hy vọng là 4 năm nữa cái cơn sốt nó có thể giảm xuống. Nhưng mà hy vọng như vậy. Tuy nhiên mà nếu quý vị cần nhà mà quý vị không thể chờ được thì quý vị cũng nên mua ngay. Là bởi vì cứ càng chần chừ 5-3 tháng, 6 tháng nữa thì càng nóng nữa. Cho nên còn người có nhà mà muốn bán đó, thì nếu có cơ hội thì cứ bán, bởi vì đây là cái giai đoạn để mình bán. Đúng rồi. Tùy một cái hoàn cảnh mà chúng tôi nghĩ rằng là làm khó phố để mà phố có thể lời khuyên quý vị là có nên mua hay nên bán. Nhưng mà cũng tùy hoàn cảnh mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta phải cần cái người giúp để mà chúng ta có thể kiếm được một căn nhà mà vừa ý, mà đáng đồng tiền bát gạo. Chúng ta mua một căn nhà chúng ta thích, xứng đáng, có mắc thêm một vài ngàn, hai ba ngàn, chúng ta để sửa cái chỗ này, sửa chỗ kia để cho nó hoàn thiện, nó cũng xứng đáng hơn là chúng ta mua một căn nhà mà lại rẻ hơn một tí, mà lại chúng ta gắn bó nó cả đời, chúng ta khó chịu lắm, đúng không? Dạ đúng rồi thưa anh. Mà để có cái giá nhà mà giống như là good deal so với cái giá của thị trường á, thì phố cũng xin nhắn cho quý vị biết đó là hãy liên lạc thẳng với chúng tôi. Tại vì chúng tôi có số lượng nhà mà chưa đẩy ra thị trường, thì lúc đó thì lúc mà quý vị có thể nói chuyện bàn cãi về bàn về giá cả với phố, với Bảo chẳng hạn, nói thẳng là trả giá đó. Thì trả giá. Tại vì lúc đó thứ nhất là không có nhiều cạnh tranh, số lượng người có thể cùng một căn nhà đó chỉ có 2-3 người là muốn trả giá thôi, thì anh em tôi thì cũng thoải mái trong cái chuyện đó.
Nhưng mà tại vì cái phố với bảo là nhưng mà đầu tư cái đồng vốn cần phải xoay ngược lại liền để mà đẩy ra để mà lấy nhà mới vô, thì nó như vậy. Trong nếu mà sau khi mà anh em chúng tôi mà bỏ lên cái MLS rồi đó, thì cái đó là lúc đó xin lỗi tại vì lúc đó thì ai đưa ra cái giá hợp tình hợp lý theo cái giá của MLS chẳng hạn, thì lúc đó là mình không làm được gì hơn nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, có nghĩa là rút lại là quý vị nên gọi cho công ty Houston Home Investment của phố cũng như Bảo để mà có thể mua những căn nhà trước khi list lên MLS. Và khi mà list lên rồi đó thì nhiều người offer thì đương nhiên bên công ty sẽ bán cho người nào mà trả giá cao nhất thì mới bán. Tuy nhiên thì chúng tôi phải nói rằng là trong cái tình hình này á, quý vị đừng quá vội khi mà phải vô gấp, nhưng mà chúng ta cũng đừng quá chần chừ để mà chúng ta làm mất đi một cái cơ hội để mà mua được căn nhà. Nhiều người Việt Nam của chúng ta đó phố là hay cứ chần chừ để tôi về tôi hỏi ông xã đã, rồi về tôi hỏi ba đã, về tôi hỏi bà xã đã, bàn đi tính lại, không biết trả vậy có hớ hay không, không biết căn nhà đó mua như vậy là có được hay không. Đôi khi chúng ta quá cẩn thận thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội để mua căn nhà, mà trong khi thị trường của người bán người mua rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta vội quá, chúng ta thấy chúng ta chụp ngay đó, thì đôi khi chúng ta chưa tìm ra được cái sơ hở, cái xấu của căn nhà, và rồi cuối cùng chúng ta mua với một cái giá thì nó hơi cao hơn so với cái giá trị thực của căn nhà. Bởi vì chúng ta nghe một câu gọi là người bán không lầm mà người chỉ có người mua mới lầm, cho nên là đó cũng là một cái câu mà chúng tôi phỏng vấn nhiều về địa ốc, chúng tôi học được câu đó thì phố cười là sao, không đồng ý anh Hưng Yên nói Được không, em hoàn toàn đồng ý với anh Hưng Yên, mà với phố cũng suy nghĩ giống anh vậy. Khi mà mình muốn ổn định cái gia đình mình kiếm căn nhà để cho cái tương lai của gia đình mình, con cái của mình chẳng hạn, phố đồng ý mình cần phải tìm hiểu rất là kỹ càng trước khi mình make final decision đó. Mình cần phải cẩn thận cái chuyện đó. Nhưng mà cái thị trường của bây giờ đó, nãy như anh nói đó, nhiều khi một căn nhà đó mà mình chỉ cần mất một tuần sau mình mới quay trở lại để mà mình quyết định đó, thì nó bị muộn rồi. Vâng. Đó là như vậy. Nhưng mà quay lại đó, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn biết được rằng là ngân hàng cũng chưa có dễ lắm khi cho vay tiền để mua nhà. Chúng tôi cứ nói chuyện này điệp khúc hàng tuần thế này thì chúng tôi không biết quý vị có ngán hay không, về vấn đề mà private lender đó, có nghĩa là cái người mà cho vay tiền để mua nhà. Thì chúng tôi cũng phải có lỗi vì đây là vấn đề mà đang nóng và những cái người làm địa ốc lúc nào cũng phải nói về chuyện này. Quý vị nghe chắc quý vị nào mà không không có ý định đầu tư thì quý vị nói rằng cứ nói mãi private lender thế này. Nhưng một quý vị nghĩ lại, nếu một quý vị có một cái gia đình cũng có tiền để dành, chúng tôi gọi là tiền nhàn rỗi, quý vị có thể làm private lender. Thì nhân tiện đây một lần nữa chúng tôi mời phố nhắc lại là công ty Houston Home Investment có cần quý vị tham gia vào làm private lender không, và có những lợi ích gì, lãi suất ra làm sao. Dạ, cảm ơn anh đặt câu hỏi hay. Thưa quý vị, thì trong khi thời gian mà anh em chúng tôi làm việc thì có những người nói là ô tôi hiện tại cũng có mấy căn nhà tôi đang cho mướn, mà tôi thích theo làm việc theo kiểu mà cứ mua nhà để cho người ta mướn, thì cũng ok, cái đó cũng ok đấy, tại vì cái cách đó là cách họ làm xưa nay nên cũng là họ đi theo cái đó mà họ confident là được rồi. Nhưng mà khi mà ngồi lại cái cách mình đầu tư á, mình coi cái tiền của mình đầu tư ra, cái tiền lời mình đem vô trong cái vốn đầu tư của mình nó cao hay thấp như thế nào, thì chẳng hạn như em nói anh có hai căn nhà để cho thuê, một căn á, anh mua khoảng 100.000, thì em hỏi lại cuối một năm á, cuối một năm sau khi trả thuế trả này kia hết anh mang vô khoảng bao nhiêu, thì có người trả lời cho em á, mang vô khoảng 5.000, 4.000 đó tiền sau khi tiền trả tiền nhà tiền nọ này kia trên 100.000 đầu tư của mình, thì họ nói vậy là vui rồi, tại vì sau 4.000 đó họ cũng giải quyết được vấn đề khác, đó là như vậy. Nhưng mà còn bên của tụi em á thì nó khác, khi mà tụi em có được nhà thì tụi em cần những người private lender, thì giống như họ đầu tư đây cũng 100.000 này, nhưng mà cái tiền lời nó có thể cao hơn cái đó gấp đôi như đó. Thì thay vì 4.000 họ lấy vô trong cái investment của họ cho mướn thì họ có thể lấy được 8.000 hoặc 10.000, cái đó tùy. Nhưng mà cái mà lợi của bên investor kiểu bên anh như em á là họ không cần phải nhức đầu về căn nhà mà họ đang cho mướn, giống như bên cho mướn, giống như cái người tenant á, cái người đang đang mướn nhà họ nói ồ cái này hư cái kia hư, là nó réo ai, nó réo cái người chủ. Đằng này á thì khi mà cái nó khác với bên em là khi mà cái người kia mà cho tụi em mượn tiền để mua nhà đó thì tụi em chỉ trả tiền monthly trên cái chấm mà tụi em đã thỏa thuận được lúc ban đầu,
Đó là như vậy, nó đỡ nhức đầu. Kính thưa quý vị, có một điểm nữa mà chúng tôi cũng phải nhắc quý vị là khi mà quý vị làm private lender cho một số những cái công ty địa ốc khác đó, thì quý vị thấy chúng tôi được biết là at least thì quý vị sẽ cho người ta mượn là 5 năm hoặc 10 năm. Tuy nhiên công ty Houston Home Investment của Bảo cũng như là Phố Đây đó, thì quý vị có thể cho 6 tháng thôi, cho một năm, cái đồng tiền của vị lấy rất là nhanh, bởi vì là được biết là công ty của Phố là mua nhà bán lại, cho nên chỉ mượn quý vị mua nhà xong rồi bán lại ngay, cho nên là cái tiền của vị có thể mượn chỉ 6 tháng hoặc một năm cũng chắc ăn hơn. Quý vị lấy xong rồi thấy ok, good rồi, mình cho mượn tiếp. Tùy cái giai đoạn ngắn nó làm cho quý vị cảm thấy rất là an toàn, đúng không? Dạ đúng là thưa anh. Với cái thứ hai nữa là tụi em đi theo cái hướng mà từ 6 tháng tới 1 năm là private lending á, là để như vậy lỡ có trường hợp mà người ta cần emergency money, lỡ mình đâu biết được ngày nào có sóng gió gì trong gia đình mình đâu, lỡ có gì cái thì dù sao cũng 6 tháng là họ cầm lại cái tiền vốn của họ, cộng có chút xíu tiền lời nó cũng đỡ hơn đó. Nhưng mà bên Phố là đưa một lần 6 tháng hay mua đưa từng tháng một? Tụi em trả cái tiền lợi là ăn thua lúc mà mình làm hợp đồng, cái người mà làm private lender họ muốn như thế nào. Họ muốn là giống như sau một năm trả luôn một lần, giống như 100 ngàn tụi em mượn bây giờ thì sau cuối một năm tiền lợi là bao nhiêu đó là trả luôn một lần. Hoặc là chia ra từng tháng thì tụi em chia ra 12 tháng rồi gửi check về mỗi một tháng cho gia đình thôi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cách mà quý vị đầu tư có lẽ ít đau đầu hơn là mua căn nhà. Đúng. Tuy nhiên cái gì nó cũng có một cái lợi và cái không lợi lắm. Chẳng hạn như là quý vị mua nhà, quý vị cho thuê đó, thì quý vị còn có một cái cơ may lợi là cái tỷ lệ mà cái giá nhà tăng lên đó, nó lên cái đôi chừng một vài năm nữa căn nhà quý vị lên mấy chục ngàn, thì cái đó cũng là cái điểm lợi. Tuy nhiên nó lại mệt là quý vị phải deal với những người thuê nhà, rồi là trả tiền nhà trễ, rồi là hư nhà. Nhưng mà quý vị làm cái private lender đó thì quý vị chỉ ngồi đó để lấy tiền thôi, không có cần phải lo. Cái gì nó cũng có một cái lợi và cũng cái nhược điểm của nó. Thì nhưng mà quý vị nào mà muốn chắc ăn nhất á, mà không phải lo mà deal với người thuê nhà, thì quý vị cứ nên làm private lender thì nó chắc ăn hơn. Chúng tôi còn vài phút nữa để mà kết thúc chương trình đó, thì chúng tôi chuyển lời cho Phố để nói về cái sinh hoạt địa ốc, câu lạc bộ địa ốc của Phố và Bảo sẽ tổ chức hàng tháng, thì lần này sẽ tổ chức như thế nào, ở đâu và nội dung ra làm sao? Dạ cảm ơn anh. Và thưa quý vị, vẫn như thường lệ anh em chúng tôi vẫn quan niệm là những cái thông tin về cái địa ốc là những cái thông tin rất hay mà anh em chúng tôi muốn để mà đưa ra cho quý vị đồng hương chúng ta hiểu thêm. Giống như em bản thân em như vậy, mỗi một ngày chúng em đều phải đi học. Giống như Bảo với em là thích thân nhau, chia thời gian nhau để mà mình đi học. Mỗi một cái lớp tụi em lấy là từ tiểu bang khác, tụi em bay hoài à. Thì những cái thông tin mà tụi em mang về đó thì em thấy là nó rất hay. Thì có cơ hội mà lập ra cái câu lạc bộ địa ốc á, là để dùng để san sẻ lại những gì tụi em học được, để cho sao, để cho cơ hội cho bà con chúng ta cũng có nắm được cái cốt yếu của về cái địa ốc là như thế nào. Nó có phải là những cái gì nằm đằng xa ngoài kia mà giống như cứ nghe người ta nói mà mình chưa bao giờ chạm tới đấy. Thực sự nó không là như vậy, nó là những cái rất là gần gũi chúng ta thôi. Dạ. Và cái lần này thì Phố và Bảo sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 11 sắp tới đây thưa quý vị. Và cũng là từ lúc 11 giờ tới 1 giờ trưa tại văn phòng BBSOS thưa quý vị. Vâng. Dạ. Cảm ơn Phố. Và quả thực thì chúng tôi thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta đó, phải nói là cái tính cẩn thận. Ông bà mình nói là tiền đâu của đó đó. Dạ. Cho nên đầu tư cái gì là cũng hay phải tính tới tính lui dữ lắm. Nhưng mà trong một cái sinh hoạt làm gọi là private lender để mà cho thuê tiền, cho vay tiền mua nhà đó, chúng tôi được biết là show nào chúng tôi phỏng vấn những người làm địa ốc, người ta cũng nói rằng là quý vị là cái người first lien trong căn nhà của quý vị, cho nên là quý vị cũng giống như là một cái ngân hàng như vậy đó. Quý vị có quyền như một ngân hàng. Và đặc biệt là người Việt Nam mà nếu mà đau xuống nhiều đó, thì đôi khi người ta bỏ nhà đó thì cái tiền đau nó cũng khá là nhiều rồi. Đúng. Cho nên cũng khá là an toàn để mà an tâm. Cho nên là đây là một cái cách mà để chúng ta không cần phải thương mại, không cần phải kinh doanh, nhưng mà chúng ta chỉ có dùng số tiền nhàn rỗi của chúng ta để mà chúng ta xin lợi, xin ra tiền để mà chúng ta chống lại cái sự lạm phát mà tiền mất giá trị đó. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái sinh hoạt mà quý vị có thể là đầu tư. Mà chúng tôi nhớ rằng là đầu tư một cách an toàn thì chúng ta luôn luôn là happy nhất. Dạ đúng rồi. Dạ, và để tiếp lời với anh Yên thưa quý vị, thì trong câu lạc bộ này của anh em chúng tôi không có đơn giản là chỉ tập trung nói về địa ốc như thế này thế kia hoài,
Mà nếu mà trong cái thời gian mà chúng quý vị đến, quý vị có những cái nhu cầu, chúng muốn biết thêm giống như về invest của cái retirement plan của mình như thế nào, IRA chẳng hạn, là hoặc là cái tiền 401k của mình để dùng như thế nào để mà có lợi ích cho sau này khi quý vị về già, thì nếu mà quý vị muốn thì chúng tôi cũng có thể có nhu cầu mời những cái người bạn đồng hành trong cái thời gian làm việc của chúng tôi. Họ là chuyên về trong những cái lĩnh vực đó, họ sẽ đến, họ sẽ nói chuyện và chia sẻ thêm cho quý vị luôn. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn Phố, và chúng tôi cũng hết giờ rồi, thì một lần nữa đó, chúng tôi đề nghị Phố có thể cho biết cái điện thoại cũng như là Đồng Hương chúng ta sẽ gọi cho quý vị giờ nào. Đồng Hương chúng ta gọi cho quý công ty, quý anh đây giờ nào là thuận tiện nhất, hay là gọi 24/24 được? Yeah, với Phố thì cho nên là phải nói rõ rằng là đêm gọi được không hay là sáng sớm gọi được không. Quý vị cứ gọi để mà quý vị có thêm những cái chi tiết về đầu tư cũng như là mua nhà. Dạ, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, với cái số điện thoại của Phố thì 281-760-6535. Và số điện thoại của công ty á, là 832-533-2380 thưa quý vị. Thì số điện thoại của Phố thì quý vị gọi lúc nào cũng được hết. Những cái nhu cầu gì về nhà cửa, cái gì Phố giúp được là Phố cố gắng sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó cho quý vị. Và lần nữa Phố muốn nhấn mạnh cái ngày câu lạc bộ Địa ốc sắp tới đây, là ngày 15 tháng 11 thưa quý vị, lúc 11 giờ cho tới 1 giờ tại văn phòng BBSOS. Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin hãy gọi về số điện thoại của công ty như đã trên màn hình, hoặc là quý vị có thể gọi thẳng cho Phố là 281-760-6535. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Phố. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu tư cùng Bảo Trần ngày hôm nay. Bảo Trần có một số công việc đột xuất cho nên không tham dự, chỉ có Hồ Công Phố tham dự. Thì chúng tôi hy vọng là lần tới sẽ cùng có ba anh em để nói chuyện về địa ốc cho quý vị nghe. Và đặc biệt là quý vị nghe chương trình này, quý vị mà nếu đừng có nói rằng là sao mà cứ nghe nhà cửa hoài hay là vay tiền hoài như vậy. Đôi khi quý vị cảm thấy là sao mà tình hình địa ốc là kỳ này sao mà BBTV Phố với Bảo nói hoài về địa ốc, với nói hoài về vay tiền như vậy. Nhưng mà quý vị thử, quý vị tham gia, quý vị nghe và quý vị thấy hứng thú và quý vị đầu tư, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy chương trình này sẽ có những cái thông tin, cũng như là quý vị cảm thấy muốn nghe để tình hình địa ốc ra sao, mua nhà thế nào rồi, và mua nhà rẻ, nhà mắc cho thuê ra làm sao, thì đây cũng là cái chương trình để mục đích để mà đáp ứng những cái update cái thông tin về địa ốc cũng như vay tiền cho quý vị. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần lần tới, để quý vị tiếp tục có thêm thông tin về cho vay tiền mua nhà cũng như mua nhà bán nhà. Và xin chào tạm biệt quý vị.